đồng na đê. Ai nhôm đồng dép nhựa, chậu rửa bình tông, cổ phốt ghi đông, nhôm đồng dép nhựa, hỏng bá đê. Có đồ hỏng không, hay mau bán đi. Có đồ hỏng không, hay mau bán đi. Mình làm nghề đông nát cũng đã mấy năm rồi, hằng ngày tìm mua hết mọi thứ ở trên đời. Bây giờ tôi kể mà nghe cuộc đời của tôi từ khi còn bé. Hôm ấy ở bên bụi tre mẹ tôi đang đi tự nhiên đâu đè, sinh ra được một đứa trẻ mặt nó vui vẻ ngay khi chào đời. Bố tôi mặt mũi rạng ngời, bỗng dưng ông ngồi có vẻ đăm chiêu. Mẹ tôi nhìn xuống cây niêu rồi bỗng buồn thiu nhìn sang bên trái. Tôi còn có ba chị gái, ngoài ra cũng có bốn thằng anh trai. Dù cho nhà chẳng có ăn tôi vẫn lớn như củ khoai củ sắn, mặt mày vẫn luôn tươi tắn và nụ cười vẫn như khi chào đời. Cũng cô học xong 12 rồi thi đại học 5 năm chẳng đỗ, cũng đã tìm một vài nơi xin được làm thuê nhưng việc chẳng có. Bỗng dưng có một đêm nằm mơ, một hiện ra trông như bóng ma. Vươn mái tóc đưa xe đạp ra, nói nhẹ con làm đồng lát nhà. Vậy là từ hôm đó cuộc sống của tôi gắn bó với con xe này. Họ hàng cùng mừng lắm, thấy tôi giờ đây ít ra cũng không mệt dậy. Dù là trời mùa đông hay là xuân, nắng hay mưa phùn, hàng ngày vẫn đạp xe lang thang khắp phố. Không thì hay bán đi, hay bán đi. Ly qua motor, âm ly hong và tivi. Ông bán không, em mà bán nó không. Tivi xem không, hay nhà ta cứ bán đi. Nhà đang xem Bách Bình, màu cút đã nhanh ạ. Mua lâu chưa anh, hay nhà ta cứ bán đi. Nhà tôi không bán đâu, không bán đâu. Chú hay đi mau, vì ở đây không bán đâu. Cơ sao em đi mua mà không ai bán? Chắc không đủ tiền để chiều mua bánh rán. Đã mấy tháng nay toàn ăn mì gói. Hay thôi không làm nữa, bỏ nghề đồng nát. Có muốn mua không, em có đây này. Dắt xe đạp của anh vào đây. Này toàn là đồ cũ thôi, chọn được đồ gì anh hãy cứ lấy đi. Chết tôi rồi, chẳng quá đây này. Cớ sao anh lại cắn chiếc giày? Ý anh là mua hết chỗ này, cũng mua luôn cả mấy đôi giày. Em tên gì quê đâu nhỉ? Em tên Linh quê Thái Nguyên, sinh viên báo chí và tuyên truyền. Hôm nay coi như có duyên, hay em cho anh nợ tiền. Vừa mới bữa nữa anh sẽ trả thôi, rút tiền là cây bi nốt thẻ rồi. Goodbye bé, giờ anh về nhé. Chết mất thôi, mình yêu thật. Nhà tôi không bán đâu, không bán đâu. Chú hay đi mau, vì ở đây không bán đâu. Chẳng cần cô bán đâu, anh bán đâu. Nghe trong con tim tôi hình như đang xuyến sao. Hình như tôi đã yêu, tôi đã yêu. Bao nhiêu năm nay bây giờ tôi mới biết yêu. Giờ tôi đã biết yêu, đã biết yêu. Bao nhiêu năm nay bây giờ tôi đã biết yêu thật rồi. Linh ơi cho anh xin trở tay Linh nhé. Không đâu mẹ em nói sợ có em bé. Anh có bao tay đây rồi không sợ nhé. Thôi bỏ bao ra đi cầm cho cảm xúc. Cút cút ra đi ôm ấp cái gì. Cớ sao mày hôn chân của tao? Tại mày làm hỏng giấc mơ. Mày mà chẳng gọi tao được hôn nữa cơ. Quyết tâm là phải tán em này. Xấu như vậy có chó yêu mày. Lấy tao mượn quần với đôi giày. Mới mua mà sao dãy cái to vậy? Linh ơi anh lại đến đây, trông anh ngon dai không này. Tặng cho em quả bóng bay. Anh ở đâu đi ra vậy? Anh cứ đứng mãi ở tít đằng kia. Chờ em về anh mua vỏ bia. Sao vội thế chậm khôi kéo té. Đấy thế chưa lại vỡ đầu mà. Từ hôm đó tôi cứ thế thôi. Hãy sang phòng chơi mua đồ cho cô ấy sơi. Rồi là hôm rửa rau, hôm nấu cơm. Em không cô đơn, tôi giờ cũng hạnh phúc hơn. Hình như tôi đã yêu, em cũng yêu. Bao năm cô đơn, bây giờ tôi đã biết yêu. Giờ ta đã có nhau, dẫu đớn đau sẽ không xa nhau, không giận nhau, không đánh nhau. Mãi bên nhau bạn nhé. Như vậy là tôi hoan nghênh tinh thần của anh em cơ quan chúng ta. Hôm nay không đi làm đến đông đủ như đam ma. Trong hai năm qua trường hợp ăn chơi bê tha, ghi lô hay karaoke, gái gu rượu bia ít khi xảy ra. Rất kỳ vui mừng sau đây là tôi xin trao bằng khen cho anh phóng lên đây. Anh được lên level từ phụ hồ giờ là thợ chính, cố gắng phát triển mình.
tôi xin bắt tay anh mời mọi người một tràng cổ vũ. Cảm ơn anh em hôm nay được cầm tấm bằng khen, em rất vui nhưng cũng là cảm thấy bất ngờ được sự yêu thương quan tâm và hỗ trợ, vì có các anh em mới thăng tiến nhanh thành tựu hôm nay. Xin cảm ơn Đảng nhà nước Việt Nam, em cảm ơn luôn anh Đông Cô Huyền cùng chú Tuyền, em cảm ơn toàn thể bà con trong xóm, cũng cảm ơn luôn cô bé thằng cu con. Được rồi, cảm ơn vừa thôi, xin anh về ngay chỗ ngồi. Em về luôn. Xin kính chúc cho anh nhiều thành công hơn và được tổ nghề phù hộ nhé. Nên em giao luôn cho anh mọi việc trong nhà. Em ơi sao bỗng dưng ra đi bàng hoàng quá vậy? Thôi bố con mình từ nay úp mì tôm rồi. Thôi anh không phải lo, em đã chuẩn bị xong rồi. Một ông ngô xin rất ngoan biết hết mọi việc trên đời. Là anh ông hai cháu dai sắt vách cụ ngoại bên đôi. Không có thuốc lào là tôi về quê thật đây. Nhà thuốc lào không? Giờ cháu giao công việc cho bác ngày đầu tiên đến đây. Giờ bác đi siêu thị và mua trái cây, cộng với 5 cân thịt thêm 3 bìa đậu 2 mớ rau. Xong điếu thuốc lào, cớ sao lại mua toàn rau? Chắc lại mua toàn rau vậy. Giờ chúng ta đi về hôm nay học hành sao các con? Nhà bác Dương đang làm đồ ăn rất ngon. Ê, chẳng kiếm đâu ra củi nên tôi đập giường ra nấu cơm. Sưng hết tay rồi, tối nay nhớ mua củi nhà. Nhà giàu mày chả có cái quét củi à? Dương lại đem rửa nồi cơm điện. Ngâm có 2 tiếng thôi, tí nữa để cọ cho tiện. Ôi được sao nóng thế kia, ôi tôi lột mẹ ra rồi. Bác chưa biết dùng, tại sao lại đi xả nước. Giờ cháu thôi không cần bác Dương làm việc bếp núc đâu. Thế làm gì? Còn các con no lại nghỉ hè rất lâu. Giờ bác chỉ ở nhà trông nom cẩn thận giúp cháu thôi. Tôi rất kinh nghiệm, chính tôi cũng nắm mặt con. Vừa hút bi thuốc lào quay ra chẳng nhìn thấy nó đâu. Ôi trời ơi, nghịch đất sao không nghịch lại ăn cháu. Cái thằng gì? Này các con ở nhà đang chơi trò gì với bác Dương? Sao lại có mùi? Chú ơi, nó là bùn thôi. Bùn thôi? Giờ bố ơi, mẹ không dạy được để ông lấy roi. Cảnh báo thôi sau là vụt cho chết tôi. Nhớ chưa? Kìa cớ sao ông lại ra tay hành hung con của tôi? Ông cút ra ngoài, tránh xa khỏi gia đình tôi. Thôi nhé, tôi đi chứ không phải đuổi tôi làm chi. Tôi lại về quê và lại chăn dắt dê. Bước lên đây làm kiếm ô xin vài ngày. Nếu nhục thế này thì tôi gút bay đây. Anh cất đi mau, tôi không thiết tha gì tiền đâu. Danh dự của người làm ô xin rất cao. Đếch tin nhau thì dẫu tôi nói lời nào cũng
cũng chẳng xóa nhòa được nỗi oan trong lòng đâu. Địch tin nhau thì dẫu tôi nói lời nào cũng chẳng xóa nhòa được nỗi oan trong lòng đâu. Oan lắm, tôi về. Đi về, không phải đuổi, không phải ấy, tôi về. Không phải ấy đâu. Trái tim anh nhiều nàng, thật lòng, thật lòng. Định tay nắm nuôi heo cưới em là xong, là xong. Nhưng chiều đang trộn xì sạch xô, bàng hoàng thấy em đi bên thằng ô tô. Biết bao năm anh bị lừa tình, lừa tình. Tiền em tiêu thân anh xác xơ nhiều đi. Còng người đi trộn xì sạch xô, để em có đô la em cười hô. Em mua son phấn, em mua quần áo, đưa tiền em mà không nói câu nào. Cậu là tôi cấm không cho qua mà sao.
còn lễ về sang nhà. Dù con tôi la cả, định la xong liếm luôn có phải không? Bọn con yêu nhưng mà cầm tay xong thôi à. Tình yêu trong sáng như chàng đêm giảm. Cậu lượn ngay đi, tôi nói cho nhanh luôn là nhà tôi cầm. Tôi cầm đấy. Cậu nghèo nên tôi đã nhắm con tôi cho cái thằng Tú rồi. Thằng Tùy nó xấu thế nhưng nó kinh doanh đang cực phật luôn. Trước nhà nó ghi lô, đánh đề cắm ô tô. Vừa tù ra sao bố bắt con yêu tên này. Làng trên xóm dưới ai nhìn thấy tôi đều né. Người ta nói tôi là thằng trâu chê. Nhìn cái thằng đó tóc tai tim xanh vàng đỏ, cứ như lông bò lông dè. Chiều chiều ra đứng công trường cấp 3 ghẹo gái. Kìa em gái ơi em có nhà ai? Con thằng bố mẹ. Nhìn em xinh quá chắc em ở thôn Hà Bá. Anh sang nhà bà khai cứ đứng yên đây nha. Chắc chắn không có xe đi qua. Anh cố gắng nâng niu bông hoa. Trông bắt đừng quá ư kiều xa. Chú hát đi qua ca nghe chơi. Hay thích ra giữa ao kia bơi. Dám dắt gái xóm anh đi chơi. Chú em toàn rồi. 1, 2, 3, 4. Ông người thiếu con gà mái. Gì bà nói sao ai vừa thuộc thai á. Gà mà bị mất chắc chắn chỉ có thằng Thái. Lại để con gái à? Để tôi sang nhà. Mày ơi anh đói, mày hôm chi ăn mì gói. Tụi đi áp ở nhà, em hết cơm chi còn mì tôm. Một mọc chi chít ăn thêm nữa chắc là chết. Hay là về nhà. Tôi đi về thôi. Trật tự nhé, lớp mình hãy nghe đây. Chuẩn bị chuyên đến một bạn giống như Tây. Tây Bắc à? Thì thế cô ơi, lớp ta đang thiếu con trai. Hey, hey. Chuẩn bị dùng chức nào chị em nhà mình ơi. Thằng này trông cứ như bị HIV. Đầu bù tóc rối hay là nó bề đề. Mới đến lớp ta cứ lơ ngơ giống như mà. Mặt thằng này lao, giờ hỏi thăm thằng này nha. Mình tên là Thắng, quê ở Tít Lai Châu. Vùng cao à? Bọn này đầu gấu, bây giờ muốn đi đâu? Kiếm đáp níu xe hãy đi chung với tôi đi. Cậu làm sao thế? Mặt cậu như thằng nhà quê. Tớ tặng quà trang này, sao cậu về sớm vậy? Hay là cùng tớ đi dạo ăn kem Hồ Tây? Đang lạnh cậu điên à? Tớ chỉ nhận món quà. Công nhận lạnh quá, hay là mình đi massage? Thằng này đến lớp mới được có hai hôm, mà bọn con gái suốt ngày cứ ôm hôn. Sướng thế nhỉ? Mấy đứa chúng ta đã ép à mấy năm qua. Thực sự bực quá, chiều về phang thằng này nha. Cay thật, lên luôn.
này láo sao lại dám ôm eo, ôm chặt thế. Cầm tay Trang dắt đi vào ngõ hô theo, mấy đứa theo tao đứng sau tao phải nghe tao, chỉ cần nhìn thấy là đập ngay đừng dừng tay. Sao mày đập bố mày? Ơ thằng nào đánh vậy? Sao cậu tả nhẫn đánh người mà không nương tay? Sao mày chơi rằng cậu bị rơi này? Tất cả tại chúng mày, nó đập vào hàng bây giờ còn đang nhức đây. Đau quá. Giờ thì tao quyết không để mất Trang đâu. Nhìn Phan Thắng với Trang giờ sắp yêu nhau, chúng nó bên nhau khiến con tim của tao đau. Đau, đau. Chuẩn bị tổng kết rồi còn đâu mà đòi yêu. Thằng kia vừa đến lại đẹp trai nhà giàu hơn, mày thì vừa xấu lại mãi chơi thì chịu thôi. Giờ đây đã rất yêu. Yêu lắm à? Con cháu cũng nên tình làm đám hiếu. Kéo mà đến lúc cũ khuất xa, mà mới chuẩn bị thì vất ra. Xin cắt xe tôi đi về. Của trước khi cụ nhắm mắt, cụ cũng đã chưa xong chuyện đất cát. Còn gì chưa lúc cụ khuất xa, cụ cứ mạnh dạn mà nói ra. Các cháu nó thực hiện cho cụ nhá. 96 năm trời ở trên đời có cái chi, tao cũng đã chơi qua. Cụ chơi hết à? Giờ đây chẳng thiết gì nữa đâu. Chỉ buồn là thằng cu nó vẫn lên. Mày đấy, mãi không có cháu cụ còn chắc bê. Mảnh vườn cụ con ở góc này, thằng Thái mà không chịu cưới ngay, nhất quyết không được bàn giao. Cụ ơi, vì mày mà cụ đi không nhắm mắt, không chịu cưới hôm sau là vô cát. Vô cát gì ạ? Nhá, tiền tiêu tiền ăn tiền đố rằng, tao cấm gặp gỡ bọn nhỏ nhằng. Không cưới đừng nhìn mặt tao. Cả nhà tao chỉ 4 hôm nay, mà giờ tao chẳng biết tính sao đây. Bà già tao đang mong con dâu, mà giờ tao chẳng biết kiếm ở đâu. Các tao cũng thế, có khác gì đâu. Hôm trước cái thăm thì tao bị vầu. Em vẫn cứ nói tao gặp đầu mỏi nên em không biết chơi, thế mới khoai. Con bà Loan thì tao bị già, con bà Liên thì tao đàn bà. Bao năm vẫn ế, anh em làng ta vẫn chưa tìm ra lý do. Chắc tụi nó chỉ ra nhà quê, nó không thích mấy thằng làm thuê. Tao muốn lấy, tao muốn cưới em chính của tao, giờ tính sao? Bây giờ chỉ có mình mày có thể lấy vợ, chứ vợ này thì chịu thôi. Em chính mày cũng ngon rồi, nắm tay ở tít trên đồi cao su. Nhất quyết mày phải tỏ tình, và thêm tí nhạc sắp sinh là xong. Tao cho mượt vét màu hồng, còn tao cho mượt một đôi tông lào. Sân khấu cứ để cho tao, loa đài đám cưới nhà tao bao thầu. Mẹ mày sẽ có con dâu, chỉ cần mày có một câu tỏ tình. Điên à?
hỡi trinh của anh. Khoảng thời gian qua, một năm hai tháng mình yêu nhau thế mà còn nhớ bên bờ đê. Mình cầm tay nhau, rồi em có nói khẽ thôi không là đau. Dạ kính thưa hàng xóm, họ hàng hai bên, và theo nguyên ý phụ con nơi xuôi vàng, chỉ mong trinh đồng ý mình làm phu thê, gật đầu đi em cưới luôn trên bờ đê. Và cô anh cho là đi bốn năm chục mầm, còn mỗi anh em ở đây nó đi vài trăm. Và bố anh cho mảnh đất đúng trong ngày thành thân, tuyệt vời quá ngày mình cưới nhau. Phải chăng trinh đang hạnh phúc nói không thành câu, mẹ anh cũng đang cười tươi sắp có nàng dâu. Và các anh em ở dưới cũng đang nhìn vào nhau, chờ gì nữa nào mình cưới thôi, cưới luôn bà ngày.